Câu số 1 ạ. Hydrocarbon mà làm mất máu dung dịch K2O là gì? Thế bạn hiểu này nhá, các bạn phải hiểu cho thầy cái chỗ cái câu này rất là quan trọng này. Mất máu dung dịch K2O4 thì điều kiện tiên quyết để làm mất máu dung dịch K2O4 khi và chỉ khi là nó có liên kết pi. Được chưa? CC hoặc PCO của aldehyde nhá là mất máu. Ok không ạ? Vậy này, butan là ancan không có nối đôi, metan là ancan không có nối đôi, ethylene này CH2 nối đôi CH2 nên chắc chắn là mất máu dịch K2O4 nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đấy, các bạn lưu cái chỗ này lại nhá. Câu số 2. C3H5OH không tác dụng được với chất nào sau đây? Thì anh C3H5OH này nó là glycerol. Vậy câu hỏi này tương đương với việc là glycerol không tác dụng được với chất nào sau đây? Thì glycerol nhá, các bạn lưu ý cho thầy, anh glycerol nó là OH đa kề. Nên chắc chắn 100% là anh OH đa kề này tác dụng được với thằng COH lần để tạo thành dung dịch màu xanh lam. Và các bạn phải lưu ý cái anh này, bởi vì lên lớp 12 các bạn sẽ học cái anh này rất quan trọng luôn. Chắc chắn nó có nhóm OH nên nó tác dụng được với natri. Đúng chưa? Vậy nó còn HCl và NaOH thì cái HCl này là ở phần chương trình nâng cao nhá các bạn nhá. Cái HCl này ở chương trình nâng cao là thằng glycerol này phản ứng thế được với HCl nên nó không phản ứng được với NaOH thôi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu số 3, một câu rất là hay. Sản phẩm chính thu được khi cho hametin propen tác dụng HCl. Sản phẩm chính thu được khi cho hametin propen thì điều kiện đầu tiên, điều kiện tiên quyết đầu tiên là chúng ta phải viết được nhá. Điều kiện tiên quyết đầu tiên đó là chúng ta phải viết được cái phương trình đã. Nào các bạn cùng viết cho thầy cái phương trình xem nào. Các bạn cùng viết cho thầy cái phương trình xem nào. Nào. Hametin propen ạ, propen này. Hametin này tác dụng với HCl này. Thì các chúng ta lưu ý ạ. Sản phẩm chính thì ở trong này nó sẽ ưu tiên theo quy tắc cộng Markov-Nikov. Thì với cái quy tắc cộng Markov-Nikov thì cái anh clo này sẽ ưu tiên được đính vào vị trí carbon có bậc cao hơn. Đây, đính vào đây. Được chưa? Và mình sẽ đánh số mình gọi. 1 2 3. Vậy cháu này sẽ có tên gọi là 2 clo 2 metin propan hay propan? Propan tại vì nó 2 clo 2 metin propan các bạn nhé. Đáp án đúng là đáp án ạ. Câu số 4, một câu rất hay luôn. Metan CH4 ethylene CH2 nối đôi CH2. Nào, các bạn cùng chọn cho thầy xem đáp án nào. Câu 4 này rất hay luôn ạ. Thì chúng ta lưu ý cho thầy là metan thì nó gần như chẳng mất màu đằng nào. Thằng ethylene thì mình vừa làm xong nó làm mất màu dung dịch K2O4, thực ra nó còn làm mất màu cả dung dịch brom điều kiện thường. Ok không ạ? Bởi vì nó có nối đôi CC nên nó tác dụng với brom ở ngay điều kiện thường. Các bạn lưu lại nhá, ghi lại cho thầy là ethylene làm mất màu dung dịch brom điều kiện thường. Thực ra là tất cả những thằng có liên kết pi CC đều làm mất màu dung dịch brom điều kiện thường nhá. Vậy để phân biệt chúng ta dùng dung dịch brom do CH4 này, CH2 nối đôi CH2 này. Thì dung dịch brom đây không mất màu. Mất màu. Đáp án đúng đáp án A. Rất dễ. Comment đáp án ok. Câu số 5 ạ. Câu số 5. Đốt cháy 1 mol hydrocarbon X, mạch thở thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol nước. Ủa ơi, CO2 nhỏ nước chính là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy nó là anh nào? Rất dễ dàng luôn ạ. Nói anh là anh nào? Đấy, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Rất là mong muốn rằng là tất cả các bạn các em comment thật là nhiệt tình đáp án lên ạ. Để mà khi mà các em comment đáp án thì đó là một nguồn động lực tuyệt vời để cho thầy có thể có những buổi học dành cho các em nhiệt tình hơn, cháy hơn ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều ạ. Nào, mình sẽ có này. X là thế thì một cái thằng hydrocarbon duy nhất khi đốt cháy cho N của nước lớn hơn NCO2 thôi, đó là ancan. C ạ. Xịn luôn. Câu số 6.
Câu số 6. Câu số 6 muốn làm cái này mình phải nhớ được công thức tổng quát của Anken. Nào các bạn comment cho thầy xem là công thức tổng quát của Anken là gì, có bạn nào nhớ không ạ? Công thức tổng quát của Anken là gì ạ? Ok ạ, bạn nào nhớ thì comment đáp án thầy coi nào. À, hiện tại thì thầy đang có khóa xuất phát sớm dành cho tất cả các bạn học sinh lớp 11. Những bạn nào mà muốn tìm hiểu về khóa xuất phát sớm của thầy thì có thể vui lòng inbox cho fanpage của thầy nhá, fanpage đang live stream nhá. Và hiện tại thì các bạn chú ý rằng là cái khóa học xuất phát sớm của thầy Minh thì sẽ học một tuần 2 buổi live stream. Đấy. Về tin thầy sớm để được độ hóa, để được khủng hóa. Câu số 6 á. Anken, công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2n. Tỷ khối so hydro là 21, vậy D của Anken so với hydro bằng 21 thì điều này suy ra phân tử khối của nó là phân tử khối của CnH2n nó bằng là 21 nhân 2. Vậy suy ra mình sẽ có là 12n cộng với lại 2n. 12n cộng với lại 2n thì bằng 42. Vậy đến đây mình tìm được n bằng 42 chia 14 ạ. 42 chia 14 bằng 3. N bằng 3. N bằng 3 vậy đáp án đúng của chúng ta nó là gì ạ? Nó chỉ có thể là anh nào C3H6 propen. Đáp án đúng là đáp án dễ. Rất dễ. Câu 7. Câu 7 nào. Butan 13 đen. Câu này các bạn bị lừa rất rất nhiều. Câu này á, chúng ta phải học thật nhiều bản chất thì ta mới làm được nó. Câu 7 ạ. Butan 13 đen phản ứng cộng với brom theo tỷ lệ mol 1:1 thì số dẫn xuất đi brom là, riêng câu này các bạn phải nhớ thầy, nó có sản phẩm cộng 1:2. Cộng 1:2 ạ. Br kiểm tra bọn này là toang luôn nhỉ. Cộng 1:4 ạ. Br nối đôi đây. Và đề bài hỏi là đồng phân cấu tạo, nếu đồng phân cấu tạo thì chỉ có 2, nhưng nếu xét cả đồng phân hình học thì anh này có đồng phân hình học này, vậy là nó phải có 3 cơ. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D, có 3 nha. Đáp án chính xác nhất của chúng ta nó phải đáp án D, có 3. Câu số 8 hydrat hóa hai anken chỉ tạo thành hai ancol nở điệu. Hydrat hóa hai anken chỉ tạo thành hai ancol nở điệu. Hai anken đó là, thế lưu ý hai anken mà chỉ tạo thành nên cộng nước mà chỉ tạo thành hai ancol. Vậy điều này tương đương với hai anken phải đối xứng cao nhất. Có nghĩa là với cộng phản sản phẩm cộng HX nó chỉ ra được một sản phẩm. Được chưa? Mà để hai anken là đối xứng cao nhất thì nó chỉ có thể là eten và bút 2N. Đây. Eten bút 2N ạ. Thì tụi này mà khi tác dụng vực với nước thì nó chỉ tạo thành một sản phẩm duy nhất OH. Bởi vì nó trục đối xứng nên hai này nó như thế nào cũng được nhá. Đây OH. Đáp án đúng là đáp án gì ạ? Đáp án đúng là đáp án gì? Câu số 9 ạ. Cho dãy các chất, số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom ạ. Bao nhiêu chất trong dãy là mất màu dung dịch brom? Các bạn lưu ý cho thầy nhá, điều kiện tiên quyết để làm mất màu dung dịch brom là nó phải có nối đôi CC. Cumen là không có nối đôi CC bởi vì cumen chính là isopropyl benzen. Đấy. Styrene là có nối đôi CC ạ. 1. Isoprene. Isoprene là cháu này. Có nối đôi CC ạ. Acetylene. Đúng không? Benzen là không có. Benzen là nối đôi CC nên nằm ở trong vòng rồi. Trong vòng bền rồi. Không làm mất màu dịch brom. Vậy styrene, isoprene và acetylene ba cháu. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 10. Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau? Bao nhiêu ancol nhá?
Nào các bạn cùng sử dụng chiêu 345 248 của Thế Minh nào. 345 248 345 248. Vậy 4 có 4. À nó buồn. Rất dễ. 11 ạ. Phản ứng nào dưới đây phù hợp với hình vẽ thí nghiệm? Điều kiện phản ứng có đủ. Chúng ta nhìn nhá. Nung nóng chất rắn. Anh này chất lỏng bỏ này. Sinh ra được khí này. Nung nóng, đây đun nóng, đây tác dụng với nước bỏ này. Đây tác dụng với nước bỏ này, vậy chắc chắn nó chỉ có thể là C, nung nóng chất rắn này. Thì thu được khí là khí CH4 này. Rất dễ ạ. 11 đáp án C. Và người ta phải để hơi chút này là để hơi nước ấy nó thấm vào đây, nó tụ được. 12 nào. Các bạn comment cho thầy đáp án xem câu 12 đáp án gì ạ. Isopentan. Isopentan ở đây lại cho tác dụng với clo theo tỷ lệ số mol là 1:1. Isopentan. Isopentan. Tác dụng với clo theo tỷ lệ mol 1:1. Sản phẩm mono clo tối đa thu được là. Thì bây giờ mình xem lên trục này đối xứng như nào đấy. Đây. 1 1 2 3 4. Vậy số tối đa thu được là 4. Đáp án đúng đáp án B. Câu 13. Cho các chất có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí hydro dư tạo ra butan? Câu này rất hay luôn. Câu này rất hay luôn. Các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem là đáp án gì ạ? Bút 1N được không ạ? Đây, bút 1N đây. Tác dụng với hydro dư, anh này có tạo thành butan đúng không? 1. Bút 1N có 2. Buta 1,3DN có 3. Vinin acetylen có 4. Isobutylen 0. 1, 2, 3, 4 ạ. 4 anh, C ạ. Dễ nha. 14 ạ. Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6. Câu này nhiều bạn rất dễ sai bởi các bạn quên một điều. Các bạn chỉ tìm mỗi đồng phân ankin thôi. Các bạn vẽ ra là xong. Đây. Các bạn vẽ xong đồng phân ankin là xong gì. Nhưng bạn quên mất rằng nó còn đồng phân alkadien. Đúng không? Nó còn đồng phân alkadien cơ mà. Đúng á. Thế nên nó phải có mấy ạ? Có 4 đồng phân. Nhá, 4 đồng phân cấu tạo. 4 đồng phân cấu tạo ứng với công thức là C4H6. Hay không? Quá hay luôn. Câu 15 ạ. Khi tách nước từ một chất X, công thức phân tử là C4H10O tạo thành 3 anken đồng phân của nhau. Vậy chắc chắn nó không thể là ankon bậc 1. Không thể ankon bậc 1. Đúng không? Vậy nó chỉ có thể là vẽ anh này. Thì vẽ anh này ra cho các bạn nhìn nhá. C, C này, OH này, C này, C này. Tách nước là đi qua H2SO4 đặc. 170 độ C. Thì OH này sẽ tách cùng H bên này này. Để tạo thành đồng, để thành chất đầu tiên này. Như đây không phải sản phẩm chính. Tách cùng H bên này này để tạo thành nối đôi đây này. Thì anh này này có đồng phân hình học. Nhá. Học sinh thì mình tìm mình vừa xác định đồng phân học rất nhanh. Nhìn đáp án đúng chúng ta đáp án này. Câu 16 á. Hydrocarbon nào sau đây khi phản ứng với dịch brom thu được 1,2 dibrom butan? Phản ứng brom mà thu được 1,2 dibrom butan thì mình ưu tiên nó là anken trước, bởi vì anken tác dụng với brom thì nó là tỷ lệ 1:1. In bỏ qua đi. An càng không. En trước bút một en xem đúng không đã. Khi tác dụng với brom. Đúng luôn. 1,2 dibrom butan. Đáp án đúng là đáp án gì? Xịn luôn ạ. 17. Một chai rượu có ghi nhãn là 39 độ có nghĩa là gì ạ? Cứ 100ml dung dịch rượu thì có 39ml rượu nguyên chất. Đáp án đúng đáp án gì? 18 ạ. Tên thay thế ạ. Vẽ nha. C này. C này, 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 đánh số này. Ưu tiên đánh số từ nguyên tử carbon gần nhanh nhất. 1, 2, 3, 4, 5. Nó là 2,2,4. Đúng không? 3-methyl-pentan. D ạ. 2,2,4-3-methyl-pentan. 19 ạ.
Số đồng phân hydrocarbon thơm ứng công thức phân tử C8H10. C8H10 vẽ mạch ra 6 carbon. Đồng phân số 1 vẽ mạch ra 1 carbon đây, 1 carbon khác chạy. 2, 3, 4, tổng cộng 4 đồng phân. Câu 20 ạ. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ứng công thức phân tử C5H12? C5H12. 1, 2, 3. À, 21 ạ. Thành phần chính của khí thiên nhiên là gì? À, bạn comment cho thầy đáp án nào. Thành phần chính của khí thiên nhiên là gì ạ? Thành phần chính của khí thiên nhiên là gì? Metan đúng không? B, bỏ. 22. Áp dụng quy tắc Markov-Nikov vào. Áp dụng quy tắc Markov-Nikov vào. Thì quy tắc Markov-Nikov là vào phản ứng cộng, nhưng mà cộng phải của không đối xứng cơ, chứ cộng đối xứng thì không được. Cộng đối xứng nó chỉ tạo thành một sản phẩm thôi, nên nó không có là sản phẩm chính, sản phẩm phụ. Nên là trùng hợp cũng không áp dụng của Markov-Nikov, đối xứng gần không được. Đây, cộng HX và anken bất đối xứng. Dễ. 23. Đồng phân ankin C4H6 thế ion kim loại có nghĩa là tác dụng với AgNO3, thì điều kiện tiên quyết là nó phải có hydro linh động nhá. Tương đương với lại hydro linh động. Tương đương với lại liên kết 3 đầu mạch. Đây. Thì chỉ có một anh thôi. C. Rất dễ. 24 styren không phản ứng với chất nào thì mình phải vẽ được styren này. Đây là styren này. Phản ứng brom, phản ứng hydro, mất màu gì cam đốn, không phản ứng được với nào hết. Nên đáp án đúng chúng ta đáp án gì? 25. 2 metin butan tác dụng với clo. Butan này. 2 metin butan tác dụng với clo, sản phẩm chính thì nó sẽ ưu tiên vào vị trí carbon có bậc cao nhất. Trong này carbon có bậc cao nhất ở đây. 1 2 3 4 2 clo. 2 clo, 2 metin. B. Cùng chỗ này 2 clo 2 metin. 26. Anken có công thức tên gọi là đánh số từ nguyên tử carbon gần nối đôi nhất. 1 2 3 4 5. 3 metin pentơ 2N. 3 metin pentơ 2N. Đáp án đúng đáp án C. 27. Úi dồi, 27 các bạn comment đáp án này, 27 đáp án gì ạ? Ancol nè, ancol dễ ợt. Công thức dễ đồng đẳng của ancol ethylic. No đơn chức mạch hở là CnH2n cộng 2O, nhưng không có. Thì nó là CnH2n cộng 1OHC ạ. 28. Bậc của ancol. Bậc của ancol được định nghĩa là bậc của carbon liên kết với nhóm OH. B. 29. X là hỗn hợp gồm hai anken ở thể khí, vậy nó phải nhỏ C4 nhá, nhỏ C4. Hydrat hóa X được hỗn hợp Y gồm 4 ancol. 4 ancol vậy bắt buộc nó phải bất đối xứng, vì không thể là ethylen được, không thể bút 2N được. Được chưa? Xem nhá, propen này. Bút 1N này. Hydrat hóa này. Thì propen thu được ở đây. OH. OH. Bút 1N ạ. Đây. Thỏa mãn đúng không ạ? 4 không ăn côn bậc 3. Chính xác. Đáp án đúng đáp án này. 30. Dãy của các chất đều tác dụng ăn côn ethylic. Lưu ý nha. CO có nhưng phenol không. Natri có, CO có, CH3COH, este hóa có. B. 31. Dãy chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng của metan? Thì metan là công thức tổng quát là CnH2n cộng 2. Đúng không? Ý A loại. Ý B, CH6, C3, 8, C4, 10. B. 32. Acetylen có công thức phân tử là gì? Acetylen thì chắc chắn là CH2 rồi. B bỏ. 33. 0,15 mol propin CH3, C nối 3, CH tác dụng với nước brom dư. Ui, thì thằng này có liên kết 3 thì ăn tận 2 brom. Số mol anh này là 0,15. Thì nhân 2 lên bằng 0,3. Vậy đáp án đúng là đáp án B bỏ. Câu 34. Tính chất hoặc đặc trưng của ancan thì chắc chắn 100% nó là phản ứng thế.
Câu 35. Alken mà có đồng phân hình học, pen nối đôi đầu mạch là không thể có đồng phân hình học được, loại pen 1N. Nhá, pen tờ 2N này. Các bạn nhìn thấy không ạ? H này, C này khác H này, H này khác 2C này. Vậy pen tờ 2N. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Và quay lại tiếp. Câu tiếp theo. Câu số 36 không lát rồi. 36 ạ, chất trùng hợp tạo thành cao su buna. Ủa câu này hay quá. Chất trùng hợp tạo thành cao su buna, các bạn nhớ không? Chất nào ạ? Comment đáp án này nhìn nào. Chất nào mà trùng hợp tạo thành cao su buna? Lưu ý cho thầy nhá, cao su buna. Thì phải là gì ạ? Buta 1,3 dien đúng không? Đây. C ạ, trùng hợp tạo thành cao su buna. N nào là 37 ạ. Tỷ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong chất lá là nicotine. B bỏ. 38 đang chưa loát được hình ảnh. 39 cho các chất sau. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là, cho các chất sau ạ, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất thì ancol và phenol thì chắc chắn phải cao hơn thằng hydrocarbon nên thấp nhất là etan. Để bỏ. 40 ạ. Trong các ancol sau, ancol tách một phân tử nước cho hai sản phẩm. Yêu cầu là tách một nước mà cho hai sản phẩm thì nó không thể là ancol bậc 1 được. Đây bậc 1 thì nó chỉ ra được một sản phẩm thôi. Đúng không ạ? Mình thử ý B xem nào. C, 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 OH. Tách nước H2SO4 170 thì nó có thể tách cùng hydro bên này, hoặc tách cùng hydro bên này. Phương trình mình viết suốt nhỉ, 3 sản phẩm, bởi vì nó có đồng phân hình học nữa. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Vòng lại. Ô, câu này đang không kết nối được với máy chủ. Nốt ạ. Chúng ta còn câu cuối cùng cho buổi học ngày hôm nay. Câu số 39 ạ. Câu số 38 ạ. Nào 38 các bạn chọn đáp án gì? Methanol thì có công thức là gì? Các bạn chọn đáp án nào? Các bạn comment đáp án thì nhìn. Methanol công thức là gì? Có mấy đáp án thì nhìn ra nào. Câu chốt luôn. Ba tám nào các em ơi. Ba tám đáp án gì ạ? Methanol công thức là gì ạ? Methanol công thức là gì ạ? Có mấy mạnh mẽ này các em. Có mấy dễ hợp. CH3OH. Đúng ạ. Đáp án đúng đáp án này. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay, là cái buổi live stream thầy dành cho tất cả các bạn học sinh lớp 11. Những bạn nào mà muốn tìm hiểu về khoa học của thầy, khoa học xuất phát sớm của thầy thì có thể vui lòng inbox cho fanpage của thầy. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các em vào tất cả các buổi học tiếp theo.